Xin chào tất cả các mẹ đang theo dõi kênh vlog của Sữa Bột Tốt. Trong thời gian gần đây thì ở trên các cái diễn đàn hay là các cái hội nhóm ấy, thì mình thấy là các mẹ có nhắc đến cái dòng sản phẩm sữa Aptamil của Úc rất là nhiều. Và hầu hết những mẹ nào mà đã cho con sử dụng rồi thì đều có cái phản hồi rất là tốt. Đó chính là thấy con cải thiện rõ rệt cái tình trạng tiêu hóa này, cũng như là tăng cân đều và phát triển một cách toàn diện nhất. Và như chúng ta cũng đã biết, nước Úc là một quốc gia mà rất là phát triển, đặc biệt là trong cái ngành dinh dưỡng thực phẩm. Và bằng chứng thì chúng ta có thể thấy là hầu hết các trẻ em mà đến từ nước Úc ấy thì đều rất là khỏe mạnh này, có một cái vóc dáng cân đối và đặc biệt là có một chiều cao lý tưởng. Và chính vì vậy mà các cái dòng sản phẩm đến từ nước Úc ấy thì đều được các mẹ săn lùng và tìm kiếm rất là nhiều. Và sữa Aptamil của Úc thì cũng là một dòng sản phẩm như vậy. Vậy thì tại sao cái dòng sản phẩm sữa Aptamil Pro này lại được các mẹ đánh giá cao về chất lượng và cũng như là cho những cái phản hồi rất là tốt? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi review để xem là cái dòng sản phẩm sữa Aptamil của Úc này nó có những cái ưu điểm gì vượt trội các mẹ nhé. Sữa Aptamil của Úc ấy thì thuộc thương hiệu Lucicia, thì đây chính là một trong những cái thương hiệu mà vô cùng nổi tiếng ở trên toàn thế giới, chuyên về các cái dòng sản phẩm sữa dinh dưỡng dành cho trẻ em đấy ạ. Và đặc biệt là cái sữa Aptamil của Úc này nó có cái công thức độc quyền, đó chính là công thức ProFuture. Đó, như chúng ta thấy là nhà sản xuất cũng đã có in ở trên lon sữa luôn. Thì chính nhờ cái công thức độc quyền này nó sẽ giúp cho trẻ phát triển toàn diện. Đặc biệt là cái công thức này nó sẽ trọng tâm đến chiều cao này, trí não cũng như là cân nặng của bé, để từ đó sẽ giúp cho con phát triển cũng như là tăng cân một cách khỏe mạnh nhất. Vậy thì sữa Aptamil của Úc này nó có những cái ưu điểm vượt trội gì? Thì ưu điểm đầu tiên phải kể đến đó chính là hỗ trợ cho con về tiêu hóa cực kỳ tốt các mẹ nhé. Nhờ được bổ sung cái men vi sinh probiotics, thì trong cái men vi sinh này nó có chứa cái loại khuẩn Bifidobacterium. Thì khi mà nó cư trú vào trong niêm mạc ruột của con ấy, thì nó sẽ sản sinh ra các cái lợi khuẩn có lợi này, cũng như là ngăn chặn và tiêu diệt những cái vi khuẩn có hại, để từ đó sẽ giúp cho con có được một cái đường ruột trơn tru, nhịp nhàng hơn và ngăn chặn những cái tình trạng như là bị rối loạn tiêu hóa ở trẻ, như là táo bón hay là tiêu chảy đấy ạ. Và ưu điểm thứ hai của dòng sản phẩm sữa Aptamil của Úc đó chính là nó được bổ sung cái hàm lượng DHA từ dầu cá hoàn toàn là tự nhiên. Thì thứ nhất là nó sẽ có cái tính chất là giúp cho con dễ hấp thu này, và thứ hai đó chính là nó có cái giá trị sinh học cao hơn gấp nhiều lần so với các cái dòng sản phẩm DHA thông thường. Đó, thì để từ đó sẽ giúp cho con hoàn thiện về hệ thần kinh này, về trí não cũng như là phát triển được về võng mạc mắt, để từ đó sẽ giúp cho con trở nên nhanh nhẹn, thông minh và ham học hỏi hơn. Và nếu các mẹ có để ý vào trong cái bảng thành phần dinh dưỡng ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái hàm lượng DHA ở đây nó cũng tương đối cao. Và bên cạnh đó thì nó còn được kết hợp cùng với lại omega 3 này, ALA. Đó, thì đây đều là những cái tiền tố để tạo lên DHA, để từ đó nó sẽ hỗ trợ cho con phát triển được về trí não một cách tốt nhất. Tiếp theo đó là cái ưu điểm là giúp cho con phát triển được về chiều cao một cách tối ưu nhất, nhờ được bổ sung cái hàm lượng canxi rất là cao và kết hợp cùng với lại phốt pho và magie. Đó, như chúng ta thấy là trong cái bảng thành phần dinh dưỡng ấy, thì mình thấy ở đây cái hàm lượng canxi nó là 110mg trên 100g bột. Tiếp theo là cái tỷ lệ phốt pho này là 73mg trên 100g bột. Thì mình thấy là cái hàm lượng canxi ở đây nó cực kỳ cao. Và cái canxi khi mà vào trong cơ thể của bé, không phải là canxi nào bé cũng có thể hấp thụ được hết. Và chính nhờ vào cái tính chất là đây là cái loại canxi nó rất là dễ hấp thu, và kết hợp cùng với lại các cái chất xúc tác ấy, thì nó sẽ giúp cho con là hấp thu được tối đa canxi từ máu vào xương, để từ đó nó sẽ giúp cho xương của con được dài ra nhanh hơn và sẽ giúp cho con phát triển chiều cao một cách tối ưu nhất. Và bên cạnh là sản phẩm được bổ sung thêm cái lợi khuẩn Bifidobacterium, hay là có chứa cái hệ men vi sinh ấy, để hỗ trợ về cái hệ tiêu hóa cho con ấy, thì mình thấy là sản phẩm cũng rất là giàu cái hàm lượng chất xơ, đó là chất xơ GOS và FOS. Thì đây đều là các cái dạng chất xơ hòa tan ấy, thì nó sẽ giúp cho bé được mềm phân hơn, cũng như là ngăn chặn những cái chứng táo bón ở trẻ các mẹ nhé. Và đặc biệt là trong cái bản thành phần dinh dưỡng thì chúng ta có thể thấy là sản phẩm rất là giàu cái hàm lượng vitamin và khoáng chất. Đó, thì nó cũng góp phần giúp cho con là cung cấp đầy đủ vitamin này và phòng chống cái chứng thiếu hụt vitamin ở trẻ.
Và trong cái bảng thành phần dinh dưỡng ấy, thì mình thấy ở đây sản phẩm có đến 5 loại glucoleotide. Đó thì nó sẽ giúp cho con là dễ dàng chuyển hóa này, dễ hấp thu, và đặc biệt là nó sẽ giúp tăng cường được cái sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, và đồng thời nó cũng ngăn chặn cũng như là làm giảm các cái tình trạng như là ốm vặt ở trẻ. Sản phẩm sữa Actamil của Úc thì sẽ được chia ra làm 4 số phù hợp với từng giai đoạn tăng trưởng và phát triển của trẻ. Và mặc dù đây là một cái dòng sản phẩm mà mình thấy được các mẹ đánh giá rất là cao về chất lượng, tuy nhiên thì trong cái quá trình tư vấn thì mình thấy còn khá là nhiều mẹ lăn tăn khi mà sử dụng sản phẩm, bởi vì cái giá thành của nó cũng sẽ tương đối cao. Tuy nhiên thì giá thành nó sẽ đi đôi với chất lượng, đắt thì sắt ra miếng, phải không ạ? Và nếu như chúng ta có điều kiện mà đầu tư cho con ngay từ những năm tháng đầu đời để sau này giúp cho con phát triển một cách khỏe mạnh, thông minh thì cũng rất là đáng, phải không ạ? Và cái này thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình thì chúng ta có thể đưa ra được cái dòng sản phẩm phù hợp với lại bé yêu nhà mình. Sản phẩm thì đang được bán chính hãng tại hệ thống sữa bột tốt trên phạm vi toàn quốc. Nếu các mẹ cần thêm thông tin về sản phẩm thì có thể vui lòng truy cập vào trang web sữabottot.com. Các mẹ đừng quên like, share và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ sữa bột tốt. Và nếu các mẹ có những băn khoăn hay thắc mắc gì thì có thể vui lòng comment ở phía dưới, bộ phận tư vấn sẽ giải đáp giúp cho các mẹ. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Xin chào.